Hello mọi người, lại là chuyên mục unbox quần áo của mình đây. Đầu tiên thì mình có mua một cái váy body cổ vuông màu nâu. Phần mặt trước thì có 3 cái cúc gỗ. Đường may trên váy thì được làm khá là cẩn thận. Tuy nhiên là còn một ít chỉ thừa nhưng mà không đáng kể. Chất vải của em này thì là kiểu co giãn, mặc lên ôm body cực kỳ tôn dáng luôn. Nhất là bạn nào mà eo thon mặc càng xinh. Em thứ hai mà mình mua là một cái áo bánh bèo, mình siêu ưng luôn. Chất liệu của áo thì mình không biết gọi là gì, nhưng mà nó hơi nhăn một xíu như này. Hai bên tay và phần dưới áo thì đều có bo chun. Phần mặt trước cũng có chun luôn nha. Em áo này thì mình thấy mặc mùa hè không bị nóng, mà kiểu dài tay sang thu vẫn mặc được luôn. Áo này ở ngoài trông còn đẹp hơn cả trên ảnh ấy mọi người. Mà mình mua chỉ có hơn 100.000 thôi. Em áo này thì là kiểu free size nên là bạn nào dưới 55 cân đều mặc được hết nha. Hello mọi người. Hôm nay thì mình mới mua được mấy đồ bánh bèo trông yêu lắm ấy. Đầu tiên là mình có mua một cái áo toàn bèo nhún luôn. Phần cổ áo thì mình thấy được may hai lớp. Cúc áo cũng kiểu ngọc trai nữa này. Phần eo của áo thì được chiết vào khá là tôn dáng. Ui, phải nói là cái áo này mặc lên còn đẹp hơn cả trên ảnh luôn. Mặc đi chơi hay đi làm cũng đều được vì trông vừa xinh vừa lịch sự ấy. Tiếp theo là mình mua thêm một cái váy trông cũng điệu không kém. Cả hai đồ này thì nói thật là mình thấy mặc lên cực kỳ mát. Phần tay của em váy này thì được may phồng lên, rất xinh mà che được khuyết điểm ở bắp tay bên nha. Trong váy thì còn có một lớp lót mỏng nữa. Ngoài ra thì mình xem đánh giá thấy mọi người bảo là phần cúc này khá là dễ bung. Còn mình thử cho vào máy giặt thì thấy không có vấn đề gì nha. Trời ơi, em này mặc đi chụp ảnh thì siêu xinh luôn. Nhất là chụp mấy cái concept mà có cây hoa lá. Em này thì được may cổ vuông và phần ngực khá là rộng, nên là mình nghĩ bạn nào mà ngực đầy đặn hơn một xíu thì mặc em này trông xinh lắm luôn. Hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox mấy đồ decor mà mình mới mua nhá. Đầu tiên là em bình hoa mini này. Em này thì rẻ lắm ý, có 60.000 thôi. Ở shop này thì mình có mua thêm một set giấy hình hoa tulip để trang trí nữa. Set này còn chưa đến 20.000 thì phải. Có bình rồi thì không thể thiếu hoa được. Mình mua thêm hơn chục bông tulip nữa. Hoa này mình thấy màu trông xinh dã man. Chỗ này mình mua thì còn chưa đến 10.000 một bông. Đặt 4 ngày là có hàng rồi nè. Còn được tặng thêm mấy cái đồ nhỏ nhỏ linh tinh nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho hoa vào lọ thôi. Cái lọ này hơi thấp so với bông hoa thì phải. Cuối cùng là mình dán mấy tờ trang trí lên nữa. Ta-da, cho mọi người xem thành quả nè. Có mấy bước đơn giản thôi mà trông cái góc bàn của mình sinh động hẳn luôn. Hello mọi người. Đây là lần đầu tiên mà mình mua hàng qua Lazada. Ngoại trừ việc giao diện trên app trông hơi khó dùng một xíu thì mình thấy quần áo ở đây siêu rẻ mà chất lượng luôn. Đầu tiên thì mình có mua một em váy dài màu be. Trên váy thì có họa tiết hoa hồng bằng nhung. Bên trong thì có kèm theo một lớp lót khá là dày dặn nha. Trời ơi, mặc em này lên trông cưng xỉu luôn ý. Váy này thì kiểu form rộng rất là dễ mặc. Chất liệu không hề bị nóng một chút nào. Em thứ hai mà mình mua là một cái áo khoác màu nâu. Mình khá là bất ngờ vì được tặng kèm một cái áo mặc ở bên trong nữa. Lúc nhìn trên ảnh thì mình nghĩ là áo này sẽ kiểu dày dặn cơ. Nhưng hóa ra thì áo chỉ có một lớp mỏng thôi. Em áo này mọi người có thể thả cúc ra để mặc đi chơi, hoặc là cài cúc vào như thế này mặc đi làm cũng được luôn ý. Cuối cùng là mình mua thêm một em cardigan ren màu trắng. Mình mua em áo này vì mình thích mặc áo dây nhưng mà không muốn bị lộ phần bắp tay. Khoác ở ngoài áo dây như thế này thì vừa kín đáo vừa mát mẻ nha. Mình khá là thích phần dây này của áo vì họa tiết này trông không bị quá xến ý. Mà mình mua cả ba đồ này chưa đến 500.000 ý mọi người ạ. Quá rẻ so với chất lượng này luôn. Hello mọi người. Bình thường đi làm thì mình hay phối áo sơ mi với cả quần dài ấy. Nhưng mà thi thoảng hôm nào muốn điệu đà một chút thì mình sẽ mặc mấy kiểu áo bánh bèo như thế này nè. Phần cổ áo thì có 4 lớp đan xen giữa vải voan và vải bóng. Cái chất vải bóng này mình thấy siêu xinh luôn ý. Áo này thì mình thấy cả màu hồng và màu kem đều đẹp. Không biết chọn em nào nên mình lấy cả hai luôn. Em này mặc lên đúng kiểu mình thích, trông kiểu điệu đà mà vẫn lịch sự ý. Bác nào không thích mặc màu hồng thì có thể chọn em màu kem mình này. Mình thấy phối với chân váy đen cực kỳ hợp luôn. Váy ngắn hay váy dài cũng đều mặc được luôn ý. Còn nếu mọi người không thích mặc kiểu công sở thì mọi người có thể mặc cùng với em quần đùi màu trắng này. Em này thì không có cúc đâu mà chỉ có khóa kéo thôi. Chất vải của em này là kiểu bóng nhẹ, ống quần thì khá là rộng nha. Mặc với em áo hồng này để đi chơi đi chụp ảnh thì siêu hợp luôn ý. Điểm trừ duy nhất của áo là đường may bên trong khá cứng nên khi mới mặc chưa quen lắm sẽ thấy hơi khó chịu một chút nha mọi người. Hello mọi người. Hôm nay thì mình mới mua một set áo trông cực kỳ lạ luôn. Về kiểu dáng thì cũng chỉ là áo cộc tay bình thường thôi. Nhưng mà phần vải của áo thì kiểu phồng lên trông như cái bánh kem ấy mọi người ạ. Trong set này thì mình có mua thêm một cái quần nâu nữa. Kiểu dáng của quần này nó trông hơi giống cái tennis skirt một xíu. Có phối chun ở đằng sau cặp quần. Phần lỗ để cài cúc thì còn chưa được rạch luôn. Nhưng mà chỉ cần lấy dao dọc giấy trổ một xíu là được rồi nè. Chất quần này thì mình thấy không bị quá mỏng đâu nha mọi người. Trời ơi, mà cái set này lên mình thấy siêu yêu luôn ý. Kiểu họa tiết trên áo rất là lạ luôn. Nhưng mà điểm mình tiếc nhất là vai mình ngang nên mà không hợp lắm. Bạn nào mà vai xuôi mặc cực kỳ đẹp luôn. Mình mua cả set này thì khoảng hơn 300 một xíu. Với tầm giá này thì mình thấy chất lượng quá ok so với giá tiền luôn. Hello mọi người. Cũng khá lâu rồi mình mới mua thêm túi thì phải. Ấn tượng đầu tiên của mình là shop này bọc hàng siêu cẩn thận luôn. Mở ra thì thấy túi khá là thơm. Bên trong thì có kèm theo hai sợi dây. Mọi người thích đeo kiểu nào thì gắn vào thôi. Ngoài ngăn chính ra thì còn có hai ngăn nhỏ bên cạnh nữa. Em túi này thì có phần đế khá dày và đứng form. Nhờ thế mà để được khá nhiều đồ đấy mọi người ạ. Mình để ví, phấn son và điện thoại vào vẫn vừa luôn. Mình cảm giác chất da của em này cũng cực kỳ mềm và dễ lau chùi nữa. Điểm mình thích nhất của túi chính là phần da ở trên cái dây xích dài này. Lúc đeo lên sẽ không bị đau vai nha. Nhất là lúc mọi người mặc mấy kiểu áo trễ vai ấy. Đeo lên cực kỳ êm mà không bị nặng một chút nào. Màu trắng này thì mình thấy khá là dễ phối đồ. Mọi người có thể đeo kiểu dây dài như thế này hoặc là thay dây ngắn vào. Đeo thành túi kẹp nách cũng siêu xinh luôn ý. Với giá hơn 200.000 thì em túi này quá là ok luôn.
Hello hello mọi người. Mình mới mua được hai set đồ siêu xinh và rẻ luôn. Đầu tiên là một set váy baby doll màu nâu. Em này thì có phần cổ và phần trước áo được may khá là đứng phong. Áo này thì đi kèm với một cái váy cùng màu. Bên trong váy thì được may một lớp quần màu. Uầy uầy, ai đây. Mặc thế này mọi người cũng nghĩ là học sinh cấp 3 mất. Mặc set này mà đi chơi hoặc đi chụp ảnh thì gọi là chuẩn bài luôn. Tiếp theo là mình có mua thêm một set váy yếm baby doll. Set này thì gồm có một áo trắng. Em áo này thì được may nhiều béo nhún trông khá là điêu. Ngoài ra thì có thêm một em váy baby doll màu đen nữa. Chất vải của em này mặc lên khá là mát nha. Tuy nhiên là mình không thích cái phần cúc này cho lắm nên là mình sẽ cắt đi luôn nha. Set này mặc lên trông bánh bèo khỏi bàn luôn. Mình thấy kiểu này trông vừa xinh xắn mà vẫn lịch sự, thậm chí mặc đi học cũng được luôn ấy mọi người ạ. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình mới đặt một set đồ đôi để mặc cùng bạn thân. Mình chọn một set áo crop top cộc tay màu trắng. Cái này chỉ là túi giả thôi nha. Ngoài ra thì trong set này có thêm một cái quần đùi. Phía sau quần thì được bo chu nên mặc khá thoải mái. Mình thấy em này đường may khá là chắc chắn, tuy nhiên vẫn còn một ít chỉ thừa. Mình mặc lên thì thấy dáng áo của em này siêu xinh luôn. Còn đây là set màu be bạn mình chọn nè. Bộ này thì cũng y hệt bộ màu trắng của mình thôi. Nhưng mà màu be nhạt này mình thấy cũng xinh dã man thực luôn. Thực sự thì mình chỉ muốn mua cả hai luôn ấy bởi vì không biết chọn màu nào. Mọi người có thể mặc nguyên set như thế này hoặc là có thể phối thêm áo phông trắng ở bên trong. Không thì có thể mặc làm áo crop top top cũng được luôn nha. Mà set này mình mua chỉ có hơn 150 thôi nên là mình thấy chất lượng quá ok so với giá tiền luôn. Hello hello mọi người. Để mà nói về bao bì và cách đóng gói sản phẩm thì mình thấy đây là một trong những brand ở Việt Nam đóng gói rất là chỉnh chu. Từ hộp cho đến những tờ giấy đi kèm đều được thiết kế rất đẹp mắt. Đầu tiên thì mình cũng chỉ định mua một cái áo màu hồng này thôi, nhưng mà thấy shop ghi là mua hai áo trở lên thì được tặng hộp, giá là chỉ có hơn 150 một cái nên là mình đã quyết định mua ba cái màu kẹo ngọt này luôn. Ngoài ra thì mình thấy em áo này cũng được may rất là cẩn thận và không hề có một vết chỉ thừa nào cả. Áo lại còn được làm bằng 100% cotton, mặc lên cực kỳ mát mẻ và thoải mái luôn. Áo màu xanh này thì mình sẽ mặc với chân váy màu be nhạt, còn áo màu hồng thì có thể phối với chân váy trắng hoặc là quần bạn nào da trắng một xíu thì mặc màu hồng này xinh lắm luôn. Còn mình thì mình thích nhất cái áo phông màu be này, siêu dễ phối đồ luôn ấy mọi người ạ. Chỉ cần phối với những đồ màu nâu hoặc là những tông màu be chắc. Trông khá đơn giản nhưng mà ai cũng mặc được ấy. Mặc kiểu này thì mình thấy đi học hoặc là đi chơi cũng đều được luôn nha mọi người. Hello hello mọi người. Đây là cái rèm hiện tại phòng mình đang dùng. Rèm này thì đã khá là cũ và không hợp với phòng mình hiện tại nữa rồi, nên là mình đã quyết định mua một cái rèm về để tự lắp. Mình thấy shop gói ghém cũng khá là cẩn thận. Mặc dù mở ra thì không có bọc chống sốc hay gì, chỉ bọc bằng một lớp bìa cắt tông thôi, nhưng mà thấy rèm cũng rất là chắc chắn và không hề bị nứt vỡ gì nha. Có cả một tờ hướng dẫn sử dụng nữa nè. Lúc mở ra thì bên trong cũng chỉ có một thanh rèm trắng cùng với dây kéo và thanh xoay rèm nha. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái rèm cũ xuống. Vừa bỏ ra đã thấy phòng sáng hơn bao nhiêu luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ khoan cái giá đỡ này lên tường. Mọi người nhớ khoan lòng lòng một xíu như thế này để lát nữa lắp vào cho dễ nha. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái thanh rèm này lên theo hướng dẫn. Mình nghĩ đoạn này mọi người nên nhờ người giúp đỡ bởi vì một mình sẽ hơi khó lắp một xíu. Mình loay hoay một lúc thì cũng lắp được xong rồi nè. Trời ơi, thành quả nó ưng ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Rèm kiểu này mình thấy còn rất là tiện nữa, kiểu là chỉ cần xoay xoay cái que kia đã có rất nhiều ánh sáng vào rồi, lúc nào không thích thì kéo lên cũng được luôn. Rèm này thì con gái như mình cũng có thể tự lắp được, nhưng mà với bạn nào chưa có kinh nghiệm dùng khoan thì có thể nhờ người khác làm giúp nha. Bây giờ thì mình sẽ dọn bớt chỗ cửa sổ này để trang trí cho gọn hơn. Mình nghĩ là sẽ thêm xíu đồ decor gì đó ở trên bàn trông cho đỡ trống. Kiểu rèm này mà buổi chiều có nắng chiếu vào đảm bảo 100 điểm luôn. Mỗi lần mua cái đơn hàng siêu to khổng lồ như này kiểu gì mình cũng phải cầu nguyện. Còn lý do mà vì sao phải cầu nguyện thì lát nữa mình sẽ nói cho mọi người nhé. Lần này thì mình có đặt một cái bàn tròn để ngồi chiêu chiêu ở trong phòng. Lúc mở ra thì sẽ có một cái mặt bàn rất là to kèm theo một cái chân sắt khá là chắc chắn. Mình thấy kích thước của hai đầu này đều bằng nhau nên là lắp chiều nào cũng được nha. Tiếp theo thì không thể thiếu một cái chân bàn cũng bằng sắt hình tròn luôn, và thêm một cái miếng vuông này để cố định chân sắt vào mặt bàn. Bên trong thì có kèm theo cả ốp vít để mình có thể tự lắp ráp nữa. À, ngoài ra thì trong cái bàn này còn có cả phần đệm cao su nữa nên là rất dễ di chuyển mà không sợ bị xước sàn nhà nha. Thế luôn lúc đấy không hiểu mình nghĩ gì, mình lắp luôn cái phần hình vuông này vào mặt bàn. Xong xuôi rồi thì mình mới phát hiện ra là nếu lắp như thế này mình sẽ không cho được phần chân vào, lắp như thế này mới đúng nha. Còn lúc lắp thì siêu dễ luôn, mọi người chỉ cần xoáy cái ốc vít vào là xong. Cuối cùng là mình chỉ cần lắp chân bàn và lật ngược lại thôi, dễ lắm luôn ý. Mình là con gái mà còn tự lắp một mình được luôn. Còn lý do lúc nãy tại sao mình nói là phải cầu nguyện ý là bởi vì cái đơn hàng này cực kỳ nặng, mình còn ở xa nữa nên là mình rất sợ bị vỡ hoặc là xước trong quá trình vận chuyển. Nhưng mà rất may là em bàn của mình vẫn lành lặn. Bạn nào mà không thích đơn giản thì có thể trang trí thêm khăn trải bàn nữa nha. Em bàn này thì mình thấy vừa để ngồi học vừa có thể decor phòng siêu xinh luôn ý. Hello hello mọi người. Không biết có ai như mình không, hôm trước mùng 8 tháng 8 thì mình cứ thêm vào giỏ hàng và kết quả là mình nhận một cái box siêu nhiều quần áo luôn. Hôm nay thì mình sẽ unbox ba cái áo trước nhé. Đầu tiên là mình có mua một em sơ mi crop top màu xanh trông khá là điệu đà. Phần vải của áo thì có họa tiết nổi lên trông cũng hay hay. Nếu mà chỉ nhìn trên ảnh thôi thì không thấy rõ cái họa tiết đấy đâu. Mình khá là thích phần cổ áo của em này, trông vừa lịch sự mà vẫn rất xinh luôn. Em áo thứ hai mình mua thì là một cái áo sơ mi màu tím, nó gần như màu tím khoai môn ấy nhưng mà sẽ nhạt hơn một xíu. Phần cổ áo này thì mình thấy như kiểu bông hoa ấy mọi người. Em áo này thì là kiểu cộc tay, nhưng mà sang thu rồi thì mọi người có thể mặc với váy dài vẫn ok la nha. Được cái là em này mặc cực kỳ mát mà giá thì chưa đến 200.000. Cuối cùng là mình có mua thêm một cái áo trễ vai có siêu nhiều bèo nhún, mà không chỉ nhiều bèo nhún đâu, còn nhiều cả chun nữa cơ. Cả phần trên, phần dưới và hai bên tay của áo thì đều có chun luôn. Chất vải của em áo này thì mình thấy khá là dày dặn, tay còn dài nữa nên là mặc mùa thu cũng được luôn. Bác nào mặc kiểu bánh bèo điệu đà thì không thể bỏ qua em này nha.
Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho mọi người hai set đồ để mặc đi chơi nhé. Mặc dù là đợt này thì vẫn chưa được ra ngoài đâu, nhưng mà mình vẫn mua bởi vì mình tin là mọi thứ sẽ trở lại bình thường sớm thôi. Set đồ đầu tiên mình mua thì có một cái áo vải khá là sần. Ngoài ra thì trong set có đi kèm cả một cái chân váy màu nâu nữa. Và tất nhiên là bên trong váy không thể thiếu một cái quần mỏng rồi. Set này thì mình thấy mặc lên khá là mát. Mình rất thích cái màu của chân váy bởi vì mặc lên mình cảm giác là sáng da hơn, mà giá thì cũng chỉ tầm 3 cốc trà sữa thôi. Set thứ hai mình mua thì là một kiểu áo yếm màu trắng. Bên ngoài thì có một lớp voan, còn bên trong là một lớp lót mỏng. Phần trên cổ này thì có cúc cài và đi kèm theo một cái dây nữa. Em này thì mình mua thêm một cái tennis skirt đen để mặc cùng. Áo này mà bạn nào có xương quai xanh thì mặc đẹp lắm luôn. Mà mặc được siêu nhiều kiểu. Kiểu đầu tiên là mặc không có dây này. Kiểu thứ hai là mọi người có thể buộc dây ở giữa bụng như này. Hoặc là mọi người có thể buộc một vòng ở trên cổ xong rồi thắt nơ. Thắt kiểu này mà mặc áo màu hồng thì xinh hơn này. Không thì có thể buộc ở đằng sau như này. Cuối cùng là có thể buộc nơ ở bên cạnh xong rồi thả xuống. Trời ơi, mua một cái áo mà mặc được 5 kiểu luôn, quá hời ấy mọi người ạ. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thử không làm đồ bánh bèo nữa, mà thay vào đấy sẽ là toàn đồ màu đen luôn nha. Đầu tiên là mình có mua một cái vest crop top có cái cúc khá là to. Em này thì mình sẽ phối cùng với một cái quần form rỗng. Chỗ này có logo của shop bằng cao su và túi thật luôn này. Mà set này thì siêu rẻ ấy mọi người ạ. Mình thấy shop có bán lẻ nhưng mà nếu mọi người mua cả set thì cũng chưa đến 300.000 luôn. Chất vải thì mặc mát lắm nhá. Trong cả ba đồ hôm nay mình mua thì đây là cái đồ mình ưng nhất này. Đây là một cái váy dáng dài có xẻ tà. Em váy này thì có sẵn con đỉa và dây nên mọi người không cần phải đeo thắt lưng đâu. Bình thường mặc váy đen thì trông cũng hơi đơn giản, nhưng mà cái phần xẻ tà này chính là cái điểm nhấn ý. Lúc mà mặc cái em váy này lên ý, mình nghĩ ra siêu nhiều kiểu mix đồ luôn. Vì mình thấy màu đen mặc với cái gì cũng hợp ý. Đặc biệt là có thể phối với rất là nhiều kiểu áo khoác. Nên là cái kiểu chân váy này thì mọi người có thể mặc mùa hè, mùa thu hay mùa đông cũng đều được hết luôn.